Mời các bạn cùng xem video hôm nay. Bà chuyến đi săn ma rung rờn, mời bạn nên xem một lần. Vị trí đầu tiên, bóng người bí ẩn. Cách đây vài tuần, mình đã giới thiệu về một đoạn video săn ma của một nhà điều tra có tên là Bando, đến từ kênh YouTube ALMN, Bando Paranama. Trong video đó, Bando đã đi đến một nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi đã bị bỏ hoang ở Ostrava, Cộng hòa Séc. Nhà máy này đã bị bỏ hoang gần 60 năm sau một vụ nổ lớn bên trong tòa nhà đã cướp đi sinh mạng của một số công nhân đang làm việc bên trong. Và cũng chính những nạn nhân đó bây giờ đã trở thành hồn ma và đang ám lấy nơi này. Sau khi Pano nhận được những lời yêu cầu quay lại nhà máy từ những người xem, nhưng chính anh cũng muốn quay trở lại nhà máy để điều tra kỹ hơn. Đa phần những người xem video này đều đến từ kênh YouTube của Lucas Top 5. Mình xin gửi lời chào đến tất cả mọi người nhé. Thật sự thì các bạn đã sai rồi. Là cái cửa sổ này. Cái bóng không phải là sự phản chiếu đằng sau cánh cửa sổ này, mà là nó đã đi bên trong căn phòng này. Mình dám khẳng định đó chính là một con ma đã đi qua bên trong căn phòng này. Còn đây là cái tủ quần áo. Thật kỳ lạ. Mình nhớ là nó đã mở ra trước đó mà. Còn chỗ này, những đồ vật này tôi nghĩ là... Như bạn thấy đấy, lạy Chúa tôi. Tôi đang rất sợ hãi đây, đến nỗi tôi phải ngừng ngàn cuộc điều tra lại. Giống như là một cái cốc đã bị rơi xuống. Lạy Chúa tôi, một đống hỗn độn. Tôi đang đứng ngay đây, cách nó khoảng tầm 1 mét, ngay ở phía sau tôi. Ngay lập tức, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Một chiếc cốc đột nhiên bị rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn, đã khiến Pano giật bắn người. Và anh quyết định rời khỏi khu vực đó ngay lập tức. Sau đó anh đi đến một khu vực khác, và anh có sử dụng máy EVP để có thể kết nối với các linh hồn ở đây. Và Pano có dùng điện thoại của anh để ghi âm lại các âm thanh có thể sẽ phát ra từ chiếc máy EVP. Anh đã dùng ngôn ngữ bản địa để giao tiếp với các linh hồn ở đây. Bano đã yêu cầu các linh hồn hãy cho anh một dấu hiệu để chứng minh rằng họ đang có mặt xung quanh anh. Ngay sau đó thì anh đã nhận được một dấu hiệu ghê rợn này. Bạn có thể cho tôi một dấu hiệu được không, để tôi biết rằng bạn có mặt ở đây. Giống như đã có thứ gì đó bị ném về hướng của Pano đã khiến anh giật mình quay lại về phía sau. Lúc đó, bạn có thấy điều gì bất thường không nào? Xem lại nhé. Bạn có thể cho tôi một dấu hiệu được không, để tôi biết rằng bạn có mặt ở đây. Ngay sau khi âm thanh kỳ lạ kia phát ra, thì đã có một cái bóng mờ hình người lướt qua rất nhanh từ phải sang trái. Nhưng khi đó Pano hoàn toàn không hề thấy, cũng như không biết có sự hiện diện của cái bóng kỳ lạ đó. Thế nhưng, đây không phải là lần duy nhất camera của Pano đã quay được những thứ kỳ lạ đang xảy ra trong nhà máy này. Đoạn phim tiếp theo sau đây cũng được camera của Pano vô tình bắt được một hình ảnh vô cùng ghê rợn. Ở đây không có gì cả. Cánh cửa này. Tôi hy vọng là sẽ không có ai nhìn thấy tôi ở trong này. Bởi vì nếu như có ai đó thấy ánh sáng đèn của tôi thì nguy to. Bạn có thấy không? Thứ đó đèn ở cuối hành lang đó. Bạn có thể nhìn thấy một cái bóng người đang nhìn trộm Pano từ trong bóng tối. Thế nhưng điều kỳ lạ là chỉ sau vài giây, khi Pano clear máy quay trở lại vị trí bóng đèn xuất hiện, thì tuyệt nhiên không có gì ở đó nữa. Pano nói rằng anh không biết thứ đó là gì, nhưng anh đoán là nó đang theo dõi anh từ xa. Và các hoạt động huyền bí kỳ lạ đang diễn ra trong nhà máy này dường như đang trở nên dữ dội hơn. Bạn có thể nhìn thấy tại nơi này là một hội trường lớn.
Ôi trời ơi, không phải chứ. Một chiếc xe đẩy nặng trình trịch đột nhiên lăn bánh một cách khó hiểu trên nền nhà. Sự việc diễn ra đột ngột đã khiến cho Pano kinh hãi bỏ chạy trong sợ hãi. Anh chạy lên lầu để trấn tĩnh lại tinh thần. Lúc này anh bắt đầu thận trọng hơn trong cuộc khám phá của mình. Và một lần nữa, Pano đã trở lại căn phòng mà anh đã bắt được một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra với cái gửi. Thì anh lại gặp một tình huống không ngờ tới. Đây chính là căn phòng có cái gửi. Chính là cái gửi này đã tự di chuyển ở video trước của tôi đấy. Chúng ta còn có những cái khác ở đây nữa. Có một vài thứ. Trong khi Pano đang nhắc lại các sự kiện đã xảy ra trong video cũ, thì đột nhiên các cánh cửa tủ đồng loạt mở tung ra. Sự kiện này đã làm cho Pano thật sự kinh hãi. Anh bỏ chạy ra khỏi nhà máy bảo hoàng này mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Pano nói rằng anh đã có được những gì anh cần và chuyến đi khám phá của đêm hôm đó cũng đã kết thúc ngay sau đó. Thế nhưng vẫn còn một khu vực rất rộng mà Pano chưa kịp khám phá. Thế nên, bất chấp tất cả, anh đã trở lại nhà máy một lần nữa để khám phá nốt khu vực này. Nhưng mọi chuyện diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Trong khi Pano đi lên cầu thang thì đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh phát ra từ phía sau. Khi tôi chậm video lại, bạn sẽ có thể nhìn thấy một bóng đen. Mà bóng đen này không khác gì bóng đen lần trước Pano đã vô tình quay được. Chỉ khác là bây giờ nó đang ở ngay phía sau Pano. Lần này anh đã tận mắt nhìn thấy cái bóng đen kỳ dị đó. Cũng chính như vậy mà Pano đã quyết định ngừng cuộc điều tra lại ngay lập tức. Bởi cái mà anh cần tìm đã tìm đến anh. Vậy sau tất cả những gì mà Pano đã ghi lại, thì đó có phải là các linh hồn của những công nhân xấu số không? Hay tất cả chỉ là một trò biệt vô cùng, vô cùng phức tạp? Bạn sẽ là người đưa ra quyết định cho video này. Và nếu như bạn quan tâm về cuộc điều tra của Pano, thì bạn có thể tìm đến kênh YouTube của anh ấy để xem chi tiết hơn nhé. Vị trí thứ hai, giọng nói bí ẩn. Hai điều tra viên Tom và Dale đến từ kênh YouTube Sinister Paranormal đã có mở ra một cuộc điều tra tại một ngôi nhà được cho là đang bị ám bởi một hồn ma của một người phụ nữ. Những người dân sống lân cận khu vực này luôn bị ám ảnh bởi những tiếng la hét bí ẩn trong đêm. Và một điều vô cùng ghê rợn là tiếng la hét đó diễn ra hàng đêm. Trong khi Tom và Dale đang bàn luận về ngôi nhà, thì hai anh đã nghe thấy một âm thanh gây ớn lạnh. Chúng tôi tin rằng nơi này đang bị ám. Có thể lắm chứ. Mọi người nghĩ sao nào? Có những cái lỗ trên cánh cửa đó. Mọi thứ đang diễn ra rất bình thường. Cái trần nhà dường như đang bị dột. Chúng tôi chắc chắn là đang nắm lấy một cơ hội tốt. Và phải cố gắng... Tôi đã nói rồi, đây là căn nhà của quỷ mà. Ngay sau đó, hai người đã thiết lập một máy EVP để có thể nắm bắt được các âm thanh ở tần số âm. Và ngay lập tức sau đó, họ đã nhận được vô số các âm thanh kỳ lạ. Để tôi đặt cái máy ghi âm ở đây đã, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Là ai đang ở đây với chúng tôi? Bạn tên là gì vậy? Khi đó cả hai anh đã thách thức các linh hồn đèn trú ngụ trong ngôi nhà, thì ngay lập tức một hiện tượng lạ đã xảy ra với cây đèn pin của họ. Yêu cầu nó tắt mở đèn pin đi. Bạn có thể bật lại cây đèn pin không? Không có bất kỳ linh hồn nào ở đây với chúng ta cả. Bật cái đèn pin của chúng tôi lên đi, để chứng minh rằng bạn có ở đây. Ôi chúa ơi, họ đang ở đây, ngay tại chỗ này. Tôi có thể cảm nhận được rằng họ đang đứng ngay ở phía sau tôi và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Rõ ràng là họ đang ở nơi này. Bạn có thể tắt cái đèn pin đi không? Cảm giác giống như là bạn đang bị bạo hành.
hoặc là có nhiều vấn đề về tâm lý đã xảy ra với bạn đúng không? Là gì cũng được, nhưng bạn có thể tắt cái đèn đi không? Lạy Chúa tôi, đấy, tôi đã nói với cậu rồi mà. Có cái gì đó đang diễn ra trong căn nhà này. Vâng, tôi đang ở ngay đây. Đã có rất nhiều bình luận về đoạn phim này. Có tin, có không. Còn bạn, bạn thuộc phe nào? Tin hay không tin? Hãy để lại suy nghĩ của bạn về đoạn video này dưới phần bình luận nhé. Vị trí thứ 3, bà ngoại trở về. Một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra với một gia đình ở Philippines. Cậu con trai thứ hai của gia đình này thường xuyên nghịch điện thoại của mẹ, trong khi mẹ cậu đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình như mọi ngày. Người mẹ nói rằng sau khi dùng bữa cơm xong thì cậu dường như không có thời gian rỗi để kiểm tra điện thoại của mình. Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ thì tôi cũng dành một chút thời gian để kiểm tra điện thoại, để xem thằng bé đã nghịch ngợm những gì. Tôi đã kiểm tra từ hình ảnh cho đến camera điện thoại. Khi kiểm tra tới camera điện thoại thì tôi có phát hiện một đoạn phim kỳ lạ đã được con trai tôi lưu lại máy. Đó là hình ảnh của cậu con trai thứ hai của cậu và một nửa gương mặt của một người phụ nữ lớn tuổi. Sẽ chẳng có gì kỳ lạ nếu như chúng ta chỉ xem đoạn phim từ quay này. Theo như thông tin mà người mẹ chia sẻ thì người phụ nữ lớn tuổi với nửa gương mặt đã xuất hiện trên camera điện thoại ấy chính là mẹ ruột của cậu, tức là bà ngoại của cậu bé kia, đã mất cách đó hơn một năm. Khi xem bức ảnh mà bà đã chụp lúc còn sống và người phụ nữ với nửa gương mặt kia thì không khác gì mấy, chỉ khác là màu da của bà đen hơn và mắt của bà chỉ có một màu đen huyền rất kỳ quái. Sau khi người mẹ xem được đoạn phim kỳ quái này, cậu liền đánh thức cậu con trai dậy để hỏi thật hư thế nào. Nhưng cậu con trai không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm sau, cậu liền tìm đến các nhà ngoại cảm để tìm ra câu trả lời tại sao mẹ cô lại trở về và ngồi bên cạnh đứa cháu trai của mình trong khi bà đã mất cách đó hơn một năm. Các nhà ngoại cảm đã trả lời rằng người đã xuất hiện trong đoạn video đó chính là mẹ của cô. Bà trở về với mục đích rất rõ ràng, đó chính là để thăm lại gia đình của cô đấy. Bởi vì chính gia đình của cô đã từ rất lâu rồi không ra khám mộ của bà ấy, vì bà quá cô đơn và bà cho rằng có lẽ bà đã bị con cháu lãng quên rồi. Ngày hôm sau, gia đình cô lập tức đi tảo mộ người bà này. Vậy thực hư câu chuyện đó và kèm theo đoạn phim rùng rợn này thì liệu đây có phải là hình ảnh của người bà từ thế giới bên kia về thăm gia đình không? Hay là câu chuyện và đoạn phim tự quay ấy là hai sự kiện hoàn toàn được khiêu dệt mà ra? Bạn chính là người sẽ quyết định cho những câu trả lời trên.